dịch vụ PKI, chữ ký số Viettel CA, dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA, được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép vào tháng 6 năm 2010. Với đội ngũ nhân lực chuyên gia cao cấp, hạ tầng tối tân cùng với sự đầu tư bài bản, trong thời gian ngắn, Viettel CA đã tích hợp thành công vào toàn bộ các hệ thống giao dịch điện tử hiện có ở Việt Nam như thuế điện tử, hải quan điện tử, giải pháp bảo mật cho hệ thống email của một số bộ ban ngành, các phần mềm kế toán, hải quan thông dụng. Bên cạnh đó, Viettel cung cấp các giải pháp toàn diện cho hoạt động giao dịch điện tử trong ngân hàng như giải pháp chọn gói cho các ngân hàng có nhu cầu xây dựng hệ thống e-banking tích hợp chữ ký số hay giải pháp tích hợp ứng dụng chữ ký số cho hệ thống e-banking sẵn có. Nếu ngân hàng đã ứng dụng e-banking và chứng thư số nội bộ, chúng tôi cung cấp giải pháp chuyển đổi từ hệ thống nội bộ sang chứng thư số công cộng có giá trị pháp lý trong toàn bộ các giao dịch điện tử liên ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam.